Đây là bài viết để hiểu Crimea, hãy nhìn lại lịch sử phức tạp của nó, được thực hiện bởi Spyroom Team. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Crimea là một bán đảo ở Đông Âu, một vùng đất nhô ra từ phía nam phần lục địa của Ukraine, nằm dọc theo bờ biển Đen với cảng nước sâu Sevastopol, nơi có phong cảnh đẹp như tranh với những vùng đất nông nghiệp màu mỡ. Dân cư phần lớn là người Nga với các dân tộc thiểu số đáng kể khác như là người Ukraine và người Tatar. Cũng chính những ưu điểm về địa thế đó đã khiến cho bán đảo này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những anh lớn xung quanh. Crimea đã sống những năm tháng không mấy bình yên với những cuộc chinh phục lãnh thổ và mâu thuẫn sắc tộc, chính trị gay gắt. Tương lai của Crimea vẫn là thứ không ai có thể khẳng định được khi nó vẫn đang mắc kẹt giữa cuộc chiến Nga và Ukraine. Để hiểu hơn về Crimea, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử phức tạp của nó. Crimea từ buổi đầu sơ khai đến thế kỷ thứ 12. Bán đảo Crimea, nơi chiếm vị trí chiến lược quan trọng trên biển Đen và có đất canh tác, đã bị nhiều thế lực bên ngoài tranh giành. Crimea từng có hàng thế kỷ sống dưới chế độ thuộc địa và bị các đế chế cũng như bộ tộc du mục xâm chiếm. Trước khi nó được gọi là Crimea, bán đảo này được gọi là Taurika bởi các đế chế Hy Lạp và La Mã đến đây chinh phục và thành lập các thuộc địa. Đây không phải là lực lượng bên ngoài duy nhất thống trị Crimea. Ở các thời điểm khác trong quá khứ, Crimea đã bị xâm lược hoặc cai trị bởi các bộ lạc Gothic vào thế kỷ thứ 3, người Huns thế kỷ thứ 4, nhà nước Kievan Rus thế kỷ thứ 10 và người Mông Cổ thế kỷ thứ 13, cùng với nhiều thế lực khác. Vào thế kỷ thứ 13, Crimea bị chiếm đóng bởi người Tatars, những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, một phần của Golden Horde, một nhánh của đế chế Mông Cổ do cháu trai của Thành Cát Tư Hãn thành lập. Từ giữa những năm 1400, Crimea tồn tại với tên gọi là Hãn Quốc Crimea, một lãnh thổ bảo hộ của đế chế Ottoman, được cai trị bởi dân tộc Tatar. Trong thời gian đó, nó trở thành trung tâm của hoạt động buôn bán nô lệ rầm rộ. Crimea từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Đế chế Ottoman là lực lượng thống trị trong khu vực trong vài trăm năm. Nhưng việc mở rộng biên giới phía nam của Nga bắt đầu một cách nghiêm túc vào cuối thế kỷ thứ 17 bởi Peter Đệ Nhất, Đại Đế, thường xuyên khiến hai cường quốc xung đột. Trong hai thế kỷ tiếp theo, Nga và đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một loạt cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát khu vực Biển Đen. Các cuộc tấn công bất tận đã làm kiệt sức đế chế Nga vào cuối thế kỷ thứ 18 và buộc họ phải nhường Crimea cho Hãn Quốc. Tuy vậy, năm 1783, Catherine Đệ Nhị, Đại Đế đã chinh phục Crimea và sáp nhập bán đảo thành lãnh thổ của Nga. Người Nga đã tạo ra một căn cứ hải quân và pháo đài tại Sevastopol, Crimea. Sau đó, năm 1853, Nga gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Anh và Pháp lo sợ người Nga đang phát triển quá mạnh và có thể xâm lấn quá nhiều lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ nên đã gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Nga. Cuộc đọ sức giữa Nga với liên minh Anh, Pháp, Sardinia và Thổ Nhĩ Kỳ còn được biết đến với tên gọi Chiến tranh Crimea. Các lực lượng đồng minh sau đó đã chiếm thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Sa Hoàng. Mặc dù Nga cuối cùng đã thua trong cuộc chiến và Crimea bị thiệt hại đáng kể, Crimea vẫn là một phần của Nga. Crimea đã có một thế kỷ 20 khó khăn. Trong cuộc nội chiến nổ ra sau cách mạng Nga năm 1917, tình hình quân sự và chính trị ở Crimea cũng hỗn loạn giống như ở phần lớn nước Nga. Crimea là nơi diễn ra các cuộc giao tranh tàn bạo giữa Sa Hoàng, Bolshevik và các lực lượng vô chính phủ. Sau chiến thắng của Bolshevik, Crimea trở thành một phần của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Nga, RSFRS, vào năm 1921 với tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Tự trị Crimea, trở thành một phần của Liên bang Xô Viết vào năm 1922 và được điều hành như một vùng đất của người Tatar ở Crimea. Giống như phần lớn mặt trận phía đông, Crimea đã trải qua khoảng thời gian vô cùng đau thương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bán đảo đã bị quân đội Đức Quốc xã và Romania xâm lược vào mùa hè năm 1941 cho đến tháng 5 năm 1944. Khoảng 40.000 người Do Thái ở Crimea đã bị Đức Quốc xã sát hại. Nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin sau đó đã trục xuất toàn bộ người Tatar ở Crimea đến Trung Á và các khu vực khác của Liên Xô vì cáo buộc họ cộng tác với Đức Quốc xã.
gần 8.000 người Tatar ở Crimea đã chết trong quá trình trục xuất, trong khi hàng chục nghìn người thiệt mạng do điều kiện sống lưu vong khắc nghiệt. Cuộc lưu vong của người Tatar ở Crimea dẫn đến việc 80.000 hộ gia đình và 360.000 mẫu đất bị bỏ hoang, khoảng 1/5 tổng dân số của bán đảo Crimea vào thời điểm đó. Việc người Tatar ở Crimea bị trục xuất khỏi bán đảo cùng với số lượng lớn người Hy Lạp và Armenia khiến Crimea trở thành một nơi rất Nga. Năm 1954, Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nikita Khrushchev đã chuyển Crimea từ RSFOS cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết. Nước đi này của Khrushchev, nói như tác giả Navy Blue Nerd trong Tại sao địa lý nước Nga lại tệ, có thể sẽ khiến nữ hoàng Catherine và hàng ngàn người lính Nga đã hy sinh để chiếm Crimea đội mồ sống dậy bóp cổ ông ta. Vào thời điểm đó, không có cuộc bỏ phiếu hoặc trưng cầu dân ý nào diễn ra và người dân Crimea không có tiếng nói trong việc chuyển giao. Điều đó dấy lên những nghi ngờ về tính hợp pháp của việc chuyển giao Crimea cho Ukraine. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Crimea trở thành một phần của Ukraine độc lập và được nâng cấp thành Cộng hòa tự trị. Quy chế tự trị của Crimea được tái khẳng định vào năm 1966 với việc phê chuẩn hiến pháp hiện hành của Ukraine. Trong đó chỉ định Crimea là Cộng hòa tự trị của Crimea, nhưng cũng là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Ukraine. Nhiều người Tatar đã quay trở lại Crimea. Tuy nhiên, phần lớn dân số của Crimea là người dân tộc Nga và Ukraine, chỉ một số thiểu số là người Tatar. Năm 1997, Ukraine và Nga đã ký hiệp ước song phương về hữu nghị, hợp tác và đối tác, trong đó Moscow đã công nhận biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời chấp nhận chủ quyền của Ukraine đối với Crimea và Sevastopol. Trong một thỏa thuận riêng, Nga sẽ nhận 80% hạm đội Biển Đen và sử dụng các cơ sở quân sự ở Sevastopol, theo hợp đồng thuê 20 năm. Liên bang Nga sáp nhập Crimea. Vào đầu thế kỷ thứ 21, khi bối cảnh chính trị của Ukraine bị lung lay bởi cách mạng cam, dân số của Crimea, mà chủ yếu là người Nga, vẫn ủng hộ trung thành với Viktor Yanukovych và đảng khu vực thân Nga của ông ta. Khi Yanukovych trở thành tổng thống vào năm 2010, ông đã gia hạn cho Nga thuê cảng tại Sevastopol cho đến năm 2042. Thỏa thuận cho phép Nga đặt 25.000 quân tại Sevastopol và duy trì căn cứ không quân ở Crimea. Tháng 2 năm 2014, Yanukovych đã bỏ trốn khỏi Kiev sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ nhằm lật đổ chính phủ của ông. Trong vòng vài ngày, các tay súng đeo mặt nạ không rõ danh tính, mà sau đó được xác định là quân đội Nga, đã chiếm giữ tòa nhà quốc hội Crimea và các địa điểm quan trọng khác. Các cuộc biểu tình ủng hộ Nga đã diễn ra phổ biến trên khắp Crimea, nhưng bên cạnh đó cũng dễ thấy các cuộc biểu tình của người Tatar ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục liên kết với Ukraine. Vào tháng 3, Vladimir Putin đã nhận được sự chấp thuận của quốc hội Nga để điều quân đến Crimea với lý do là để bảo vệ người dân tộc Nga ở đó. Trong vài ngày, lực lượng Nga và các nhóm bán quân sự thân Nga trên thực tế đã kiểm soát bán đảo này. Quốc hội Crimea đã bỏ phiếu nhất trí ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga. Một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này đã được tổ chức tại Crimea vào ngày 16 tháng 3 năm 2014. Cuộc trưng cầu cho phép công dân bỏ phiếu về việc Crimea nên xin gia nhập Nga với tư cách là một chủ thể liên bang của Liên bang Nga hay khôi phục hiến pháp Crimea năm 1992 và tình trạng Crimea là một phần của Ukraine. Mặc dù chính phủ lâm thời ở Kiev cho rằng đề xuất này là vi hiến, các nhà lãnh đạo Tatar kêu gọi tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Họ chỉ trích đây là cuộc bỏ phiếu đã được định trước, trong khi các nhà báo bị cấm quan sát cuộc kiểm phiếu. Kết quả là 97% ủng hộ việc gia nhập Nga, bất chấp nhiều điều bất thường đã được nêu ra. Cuộc trưng cầu không được Kiev công nhận, Mỹ và EU đã lập tức áp các biện pháp trừng phạt đối với danh sách các quan chức cấp cao của Nga và thành viên của chính phủ Crimea tự xưng. Chỉ một số quốc gia công nhận tính hợp pháp của việc Nga sáp nhập, và Liên Hợp Quốc nhiều lần khẳng định Crimea vẫn là một phần không thể tách rời của Ukraine. Theo luật pháp quốc tế, Nga được coi là cường quốc chiếm đóng ở Crimea, và Moscow không được coi là có bất kỳ yêu sách pháp lý nào đối với bán đảo này. Mặc dù chính phủ Ukraine tiếp tục khẳng định Crimea là lãnh thổ Ukraine, nhưng họ đã khởi xướng việc sơ tán hàng chục nghìn quân Ukraine và những người phụ thuộc khỏi bán đảo. Trụ sở của Hải quân Ukraine đã được vội vàng di dời từ Sevastopol đến Odessa. Trong khi việc tiếp quản Crimea gần như không đổ máu,
tình hình ở miền đông Ukraine nhanh chóng rơi vào tình trạng chiến tranh mở, đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người trong vòng 4 năm sau đó. Căng thẳng ngày một leo thang giữa Ukraine và Nga. Vào tháng 5 năm 2018, Nga đã khánh thành một cây cầu bắc qua eo biển Kerch, tạo một liên kết trực tiếp giữa Nga và Crimea. Các nước phương Tây đã phản ứng lại việc xây dựng cây cầu này của Nga bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến dự án. Cây cầu là tín hiệu dự báo rõ ràng nhất của lực lượng Nga trên các vùng biển xung quanh Crimea, đi kèm với sự gia tăng đáng kể hoạt động hải quân của Nga. Bất chấp việc Liên Hợp Quốc cho rằng việc sáp nhập Crimea của Nga là bất hợp pháp, Nga vẫn kiểm soát Crimea kể từ năm 2014 đến nay. Việc sáp nhập Crimea dẫn đến một làn sóng chủ nghĩa dân tộc mới của Nga, với phần lớn phong trào Tân Đế Quốc Nga mong muốn sáp nhập thêm đất đai từ Ukraine. Có thể nói tranh chấp là không thể tránh khỏi trên bán đảo Crimea, bởi nó có những lợi thế mang tính quyết định mà nhiều thế lực xung quanh cũng muốn hưởng. Khó để chắc rằng tương lai của Crimea đã được ấn định với sự sáp nhập vào Nga hay còn ẩn số nào khác, nhưng chắc chắn sự bình yên chưa thể đến với bán đảo này trong tương lai gần, khi tiếng súng đã nổ ở Ukraine bởi sự tấn công của Nga trong những ngày qua. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.